sáng nay ngày 10 tháng 7, Trung tâm Dự báo Thời tiết hạng vừa châu Âu và Hệ thống Dự báo Toàn cầu thuộc Trung tâm Dự báo Môi trường Hoa Kỳ đều đồng nhất về dự báo sắp có cơn bão số 2 hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo mô hình của hai cơ quan này thì bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện ngay trên Biển Đông trong khoảng 5 ngày tới. Bước đầu, các cơ quan này nhận định cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới này có thể đi vào đất liền Việt Nam. Vị trí đổ bộ có thể là khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, trọng tâm có thể từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Theo mô hình dự báo của châu Âu thì nếu phát triển thành bão chỉ đạt cường độ trung bình, cấp 8, nhưng mô hình của Hoa Kỳ lại dự báo đạt cấp 13. Tuy nhiên, đây chỉ là những dự báo sơ bộ, thực tế có thể sai hoặc thay đổi. Trước đó, tuần giữa tháng 6, các cơ quan này cũng có mô hình dự báo sắp có áp thấp hình thành bão trên Biển Đông, nhưng sau đó rãnh thấp đã không phát triển thành vùng thấp hoặc áp thấp nhiệt đới như dự báo. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc phía đông Philippines cũng có thêm một vùng thấp nữa, có thể di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 8 ngày tới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự báo ban đầu, có thể thay đổi do các mô hình dự báo chưa đủ thông số dữ liệu.